còn có rất nhiều những người bạn nghệ sĩ nữa đến đây cùng với Thiên. Tôi nghĩ rất nhiều người trong số các bạn ở đây đều là những người đã theo dõi con đường của Thiên, đồng hành cùng với Thiên trong nhiều dự án và tới nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Và ngày hôm nay đến đây để chia sẻ cái niềm vui cùng với Thiên. Đấy, vừa nãy chúng ta nhắc đến anh Quang Linh ở phía dưới cũng chịu đến đây. Trên này có anh Hoàng Bách này, anh Dương Triệu Vũ này, Văn Mai Hương, rồi bạn là Phạm Anh Khoa này, Choli. Rồi nhiều lắm, thì bạn đến đây với các bạn diễn viên. Còn có Phạm Anh Khoa, có anh Khoa nữa phải không? Có Phạm Anh Khoa. Okay. Bạn Dustin, bạn Quốc Hùng này, diễn viên này, có nhiều bạn, anh nhiều chị bạn Sáu Phương Trang, rất nhiều bạn bè. Đã mọi người đã đến đây để chia sẻ thì bây giờ dành một chút thời gian để cho Thiên gọi là khoe về cái sản phẩm của mình. Chúng ta đã nghe chào hỏi nhau rồi, nghe khen nhau rồi, nghe hát rồi. Thì bây giờ có một chút thời gian để Thiên sẽ chia sẻ về cái con đường Thiên đã đi qua để có được cái sản phẩm ngày hôm nay. Bài hát, cái album này Thiên và quản lý của mình đã lên kế hoạch từ đầu năm 2017, lúc mà Thiên đang thi cuộc thi Gương Mặt Thân Quen. Rất là hay là trong lúc đó Thiên và quản lý có chung một suy nghĩ là làm một cái album song ca, nhạc xưa. Và thực ra cái album này Thiên chia sẻ luôn là Thiên làm vì tâm nguyện của mẹ Thiên. Lúc còn sống bà rất là thích cái dòng nhạc này và bà thường xuyên nhắc Thiên cái điều mà phải làm cái album này để cho mẹ nghe. Nhưng mà đến lúc này thì bà không còn sống nhưng mà tôi vẫn làm để tôi thực hiện tâm nguyện của mẹ tôi. Và cái album này nó được thực hiện trong vòng 2 năm. Rất là may mắn khi mà tôi lên ý tưởng thì gửi cái lời mời đến cho tất cả các ca sĩ, các anh chị, đồng nghiệp thì mọi người đều ủng hộ và nhận lời góp giọng cho album này. Thiên rất là cảm kích. Và có những cái kỷ niệm rất là lớn trong cái album đó là tôi và Thiên và Quang Dũng. Anh Dũng thì thường xuyên ở Mỹ, còn Thiên thì ở Việt Nam, nên là hai anh em không có cái buổi chung nào để thu âm cả. Nên là bắt buộc phải anh Dũng phải thu ở bên phòng thu bên Mỹ, còn Thiên thu ở Việt Nam. Và tuy là thu hai phòng thu khác nhau nhưng mà tôi nghĩ là với cái sự cảm nhận của mỗi người thì mỗi nghệ sĩ sẽ có một cái cách hát riêng, một cái cách hòa bè và phối hợp với nhau riêng. Nên là tôi cứ muốn lấy cái sự thoải mái, cái sự tự nhiên nhất của hai cái bản thu để phối hợp lại với nhau. Và cuối cùng ra một cái bản thu mà tôi rất ưng ý. Nó mới hoàn toàn và nó không bị kiểu là phối hợp theo cái kiểu cũ. Hồi xưa người ta cứ hay bè ba. Còn trong cái album này thì trong cái bài hát Thà Như Giọt Mưa với con Dũng thì tôi lại chọn một cái phương pháp bè khác, những cái bè quãng bè khác để cho nó mới mẻ hơn. Rồi album này cái đặc biệt nhất tôi nghĩ đó là trường hợp tôi hát với anh Đàm Vĩnh Hưng. Tại vì một giọng ca rất là tình cảm nhưng cũng rất cá tính. Tôi hát tôi sợ bị nuốt lắm. Nhưng mà thay vì sợ thì Thiên lại bảo toàn tính mạng của mình bằng cách là lấy gọi là cái signature của mình để thể hiện ra, để ăn ý với anh ấy nhất. Và tôi thấy khi mà ra được cái kết quả thì nó rất là thú vị. Và tôi đặt cái bài hát đấy là số thứ tự đầu tiên trong cái album, là bài hát số 1 để mở màn cho cái đĩa này. Rồi chị Lệ Quyên thì rất là tinh tế bay bổng rồi. Anh Lê Hiếu thì lại lãng đãng nhẹ nhàng. Chị Phương Linh thì đằng thắm, đôi khi có một chút gọi là điệu đà trong đấy. Bạn Uyên Linh thì ngày càng nữ tính hơn và có đôi lúc lại mạnh mẽ lên. Tất cả những cái đó lại trộn hòa với một cô Thiên nhẹ nhàng, sâu lắng như một chút dây dứt. Thì nghĩ rằng là tổng hòa ra cái kết quả thì nó rất là thú vị. Và Thiên, không phải Thiên tự tin trong cái album này mà Thiên tin vào bản thân mình đã làm. Và Thiên hy vọng khi mà các anh chị nghe cái album này, các anh chị có thêm những cái cảm nhận rõ ràng nhất của mình, để Thiên có thêm được những cái tình cảm của mọi người này, rồi có thêm được những cái kinh nghiệm khi mà Thiên thực hiện album nữa. Khi đúng như vừa đấy Thiên nói, trong này cái bài rất bất ngờ với nhiều người chính là bài Ngày Vui Qua Mau, là bài Thiên hát với anh Đàm Anh Hưng. Chúng ta nghe thì có thể cảm tưởng như là anh Hưng nhìn anh ấy nhường Thiên rất là nhiều. Anh hát ở những cái quãng rất là thấp, rất là trầm và nó rất là tình cảm. Nó không có dữ dằn như chúng ta quen nghe, nó không có gào thét, không có nhiều bức, nhiều cái nức nở như chúng ta hay nghe anh Hưng bản thu khác. Nhưng bản thu này anh hát rất là ngọt ngào, rất là mềm mại. Mình cũng không hiểu là anh ấy nhường Thiên
hay là đấy là cái cách mà hai anh em nó thỏa thuận với nhau để có được một cái bản thu nó ăn ý về hai cái giọng hát như thế. Thì đấy là một cái cũng rất là bất ngờ đối với chính những người đã rất là quen nghe nhạc Minh Hưng hát cái bài này. Vâng ạ. À, thực ra là anh Đàm Minh Hưng là người thu bản thu đầu tiên với Thiên. Có nghĩa là cái bài hát này là cái bài hát hoàn thành đầu tiên và Thiên để số thứ tự số 1 luôn. Anh rất là bận nhưng mà hỗ trợ em út thì là anh hết mình. Thiên rất là cảm kích điều đấy. Và nhờ có sự góp mặt của mọi người, của các anh chị em đồng nghiệp mà cái album này nó được nâng lên cái mức trang trọng hơn để tôi làm một cái món quà đặc biệt dành cho mẹ tôi. Cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều, Thiên rất là cảm động. Cảm ơn rất nhiều.